Cuộc chiến ác liệt, Zoro cùng Sanji phối hợp với nhau thể hiện kỹ năng đỉnh của chốc một chiêu đánh bay hai đối thủ. Nếu họ thắng được trận này sẽ cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc Luffy trở thành vua hải tặc. Bên này Franky vất vả lắm mới đánh bại được quái vật Chiza, các đàn em của hắn đuổi tới anh còn định thể hiện thêm, nhưng động cơ không cho phép. May bằng hát kịp xuất hiện giải nguy cho Franky, đồng thời đá đều Franky coi anh như rác rưởi nên lùi ra sau thì hơn. Trên tầng hai, nhóm Nami bị bám đuổi chạy thục mạng, cũng lòi ra một tên nửa người nửa cá sấu chặn đường. Vậy là Usopp được xem như bao cát giúp cản đường, còn Nami và Tama tiếp tục chạy tiếp, còn không quên cảm ơn Usopp khiến anh này khóc thét. Ở một nơi khác, Law và Kid đối đầu với đại ca Big Mom, bà ta trực tiếp sử dụng Haki Bá Vương khiến hai người có chút e dè. Còn bên Usopp sau giây phút hoảng sợ, anh đã lấy lại can đảm đánh nhau với đối phương, còn chưa làm miệng gì thì mấy tên kia bị sức mạnh của Haki Bá Vương làm cho tê liệt tạm thời, khiến chúng hoảng sợ tưởng cậu dùng Haki Bá Vương. Usopp được đà bắt đầu thể hiện kỹ năng chém gió, đồng thời dụ dỗ thu phục đối thủ. Đúng như kịch bản, làm Usopp cười không ngậm được miệng. Law và Kid bên kia sau vài lời đã cùng nhau sao vang với Big Mom. Trở lại với Nami, sau khi chạy trốn thành công, cô bắt đầu liên lạc với Franky, hỏi thăm về tình hình của Luffy, nhưng cả hai đều mù tịt. Chỉ có thông tin duy nhất từ Momo rằng Luffy cậu ta vẫn còn sống. Địch liên tục kéo xuống vì thấy Franky kêu gọi sự giúp đỡ của nhóm Nami, tăng cường lực lượng không để chúng xông vào trong. Thì Zoro và Sanji đang chiến đấu với các chỉ huy. Trên tầng 3, Brook đang bế Robin chạy ra khỏi biển lửa, cơ thể anh ta toàn xương nên đập lửa kiểu gì cũng bị đốt thành tro. Chính vì vậy Brook quyết tâm không thể bị hỏa táng được, vừa dứt câu đã bị ngọn lửa ập tới dọa anh ta chạy thục mạng, may kịp tới trước cửa. Tầng 3, trên tầng 4, Hit vừa phun lửa đốt đối phương xong thì bất ngờ bị vài tên Tetsu cắn trộm, may có Jin xuất hiện đánh bay chúng. Tình hình hiện giờ rất hỗn loạn, bỗng Jin nhận được thông báo từ Brook tầng 3 đang bị cháy cần xuống ngay, nhưng cái gì lo lắng nhất chính là bên trên ai sẽ cản Kaido. Bên trên Yamato đối đầu với Kaido, cô đã bị thương nhưng cô tin chắc rằng Luffy sẽ trở lại, đây chính là hy vọng của cô. Yamato tấn công Kaido nhưng đòn của cô như đụng phải tấm khiên vững chắc, bị một gậy của Kaido đánh trượt trở về. Ở nơi khác, Inuzahi không phải đối thủ của đối phương, bị hắn dồn ép bắt khai ra tung tích của Zaizo. Nhưng người từng trải qua quá khứ đau buồn như Inuzahi thì lời đe dọa chẳng có ý nghĩa gì. Anh mạnh mẽ đẩy đối phương lui về sau, sau vài chiêu rồi túm lấy vòi đối phương quẳng hắn ra bên ngoài. Tên kia sau khi đứng dậy rất kinh ngạc khi phát hiện Inuzahi đã biến thành du long. Trong mắt Inuzahi thì những người đồng đội đã từng sát cánh với anh, dù biết có thể mất mạng nhưng họ vẫn đến chiến trường này, và nếu thắng trận này thì bình minh sẽ sớm ló dạng thôi. Quay trở lại tầng 3, Zaizo đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ, bị đối thủ khiêu khích, Zaizo rất tức giận. Ông dùng thuật phân thân bao vây đối thủ lại. Ở trên cảng to KGE, một con rồng xuất hiện khiến cả lũ sợ hãi. Còn Luffy đi tới trước mặt nó, hóa ra con rồng này lại chính là Momo. Do nhẫn thuật mà Momo yêu cầu đã biến cậu trở lại 28 tuổi, nhưng không sao, đã đến lúc cả hai đi giành lại Wano.